Mặc dù độ nổi tiếng của Jessie Trinh cao hơn Minh Hà, nhưng mà cô ta chỉ đóng toàn là phim rắc rưởi thôi chị à. Còn chị Minh Hà thì đóng toàn là phim nghệ thuật, có tất cả, có rất nhiều giải thưởng lớn nữa chứ. Ép cô ta còn dễ hơn ép cà rốt. Nhưng mà rõ ràng diễn xuất của cô ta thật là tệ. Lại mặt trơ chán bóng, chiếm lấy vị trí hàng đầu của Empire. Ai biểu cô ta có người chống lưng quá lớn làm gì? Ami. Dạ. Chỗ chống lưng của Jessie Trinh cứng lắm sao? Đúng rồi. Ủa chị không biết hay sao? Người chống lưng của Jessie Trinh đó chính là chủ tịch lớn của tập đoàn Phạm Gia của mình đó. Chủ tịch của tập đoàn Phạm Gia là anh Gia Bách. Nói nhỏ thôi, chuyện này là chuyện thâm cung. Nhưng mà chị không hiểu, một tin đồn hot như vậy tại sao bên ngoài lại không biết? Có chán sống mới tung tin đồn của ông chủ lớn ra ngoài. Chuyện này á hả, chỉ có trong nội bộ công ty của chúng ta biết thôi. Ban đầu á, Jessie Trinh chỉ là diễn viên hạng 2 thôi chị ạ. Trên cô ta còn nhiều người nổi tiếng hơn nữa kìa. Nhưng mà mai thai cô ta được ông chủ lớn để ý. Vậy là tất cả toàn bộ dự án trong công ty đều do cô ta tự quyết định. Đúng là một bước lên tiên. Chị Minh Hà phải mất 10 năm mới lên vị trí hiện tại. Vậy mà bây giờ bị cô ta đè ép xuống. Thật là bất công, chị không thấy sao? Có điều người chống lưng của chị cũng lớn lắm mà. Tổng giám đốc Gia Khang đích thân đưa chị về đó. Quan hệ của anh với Jessie Trinh là quan hệ gì? Ami, chị ra ngoài nghe điện thoại một lát nha. Alo. Tôi vừa thấy tin nhắn của em. Ghen sao? Ai nói? Ghen cái gì chứ? Chẳng qua là tôi chỉ muốn xác định mối quan hệ của mọi người trong công ty thôi. Nếu chỉ là thuận miệng hỏi thì tôi từ chối trả lời. Anh không trả lời cũng được. Coi như là anh với cô ta có gì đó. Phần trăm lập tức giảm xuống còn không? Yên tâm, không có quan hệ gì. Em không cần ngại cô ta. Vì sao lại có tin đồn anh chống lưng cho Jessie Trinh? Tất cả hợp đồng lớn đều đưa vào tay cô ta hết. Tôi chỉ có thể là chống lưng cho em thôi. Gia Bách, nói chuyện nghiêm túc, không thả thính. Đúng là đặc cách, nhưng tôi hoàn toàn trong sạch. Tôi giúp cô ta là bởi vì cô ta từng cứu Gia Bảo một mạng. Gia Bảo có chuyện gì? Lúc trước vì muốn Gia Bảo tiếp xúc nhiều hơn với mọi người nên tôi thử cho nó đến trường. Kết quả thằng bé bị mất kiểm soát, bỏ chạy ra đường, suýt nữa thì bị xe tông. May mà lúc đó Jessie Trinh uống rượu say bị mất lái, đinh tông vào chiếc xe khiến nó lệch hướng nên cứu được Gia Bảo. Tôi không biết phải nói cô ta may mắn hay là Gia Bảo xui xẻo nữa. Nhưng mà cô ta cũng cứu mạng Gia Bảo. Sao anh không lấy thân báo đáp đi? Em cho là đối với ai tôi cũng lấy thân báo đáp sao? Bây giờ tôi được bao nhiêu phần trăm rồi? Không biết, tôi có việc bận, nói chuyện với anh sao? Cái cô Jessie Trinh này kỳ cục ghê. Bao nhiêu là dự án tới tay cô ta mà chọn toàn những phim nhảm, trăm gia như một. Đúng là không biết suy nghĩ. À, phải rồi anh hai, anh có giải thích với chị dâu vì tin đồn giữa anh và cô Jessie Trinh này không? Giải thích rồi. Đúng là anh hai, hiệu suất thiệt là cao. Chị dâu nè anh. Kính thưa quý vị, sáng hôm nay, các phóng viên của chúng tôi đã tới thăm một đoàn làm phim đang được chú ý nhất hiện nay. Đó là đoàn làm phim Khúc Đoạn Trường. Và chúng tôi đã ghi hình được những cảnh quay ngoài lề rất là đặc sắc. Xin mời quý vị cùng chúng tôi trải nghiệm nhé. Vì tôi là người đàn ông của em.
mẫu bạn trai lý tưởng của Đan chắc là người sắp xỉ tuổi mình, có chung chí hướng và sở thích với Đan. Để em bật cái khác coi. Ê, qua bên kia, qua bên kia. Ê, ông. Sao tôi có nhiều đồ trang bị mới quá nè? Toàn đồ cao cấp không à? Trời đất ơi, mấy cái đồ đó tôi tặng bà hôm sinh nhật đó. Đừng có nói là bây giờ bà mới coi nha. Ừ, thì bữa giờ bận giờ mới rảnh vô coi nè. Ê, hôm nay tôi sẽ chơi với ông tới sáng luôn nha. Hết đêm hả? Thương quá đi. Vô. Nhanh lên, nhanh lên. Tối qua hai người đã làm gì? Hả? Tôi có làm gì đâu. Ê, cái lưng mà. Ai chụp lén mà đẹp vậy? Im đi, đã biểu rồi đừng có kéo khẩu trang xuống. Thật ra là thế này, hôm qua tụi em chơi game tuyệt vời phấn khích quá mới kéo khẩu trang xuống. Dạ Đan. Dạ. Từ ngày đầu tiên em tới công ty chị đã nói với em rồi, tình hình của em bây giờ là không thể có người yêu. Không phải, hoàn toàn em với Jason hoàn toàn không phải mối quan hệ như vậy. Em với cậu ta là bạn học trước kia ở bên Mỹ, thực ra em có quen vài ngày nhưng mà em đá rồi. Còn bây giờ là bạn bè chứ hoàn toàn không có mối quan hệ như vậy. Chị yên tâm nha. Thôi được rồi. Trước đây fan của Jason không ưa em, nhưng vì lúc đó em đã bị người khác cố tình bôi nhọ. Bây giờ thái độ của các fan đã thay đổi, còn có rất nhiều người đã biến thành fan couple. Cho nên chị với anh Minh đã bàn kỹ rồi. Hai người tạm thời đừng nói rõ, mập mờ một chút là được. Rồi nói hai người ở chung một công ty, tính cách hợp nhau, Đan là bạn thân nữa. Có một chút mờ ám để cho họ tự suy nghĩ. Ok chị. Dạ em sẽ nghe theo lời chị. Tạm biệt chị. Anh này. Em chào anh. Giờ đi ngủ được chưa? Đi đâu vậy? Hả? Đâu? Sắp đến giờ quay rồi còn không đọc kịch bản đi. Chị đi quay gì vậy? Ê, cảnh hôn đó, đừng nói với tôi từ lúc sửa kịch bản tới giờ ông chưa hề đọc nha. Đi vào đọc kịch bản mau. Anh hai, hồ sơ mà anh cần đây. Thông báo với các phòng ban nửa tiếng nữa vào họp. Dạ, ok. Sao? Không có gì. Gia Khang, chuẩn bị xe đi. Còn cuộc họp. Giờ ngày mai, đi thôi. Nhưng đi đâu? Rồi từ góc này nha. Dạ. Mình bê máy qua đây, rồi lấy từ trên xuống. Dạ. Ha. Rồi bây giờ chuẩn bị nha. Dạ rồi, để em làm. Anh vô gì không? Ông chủ Empire đến xem chúng ta quay. Hả? Đột xuất vậy sao? Mà có gì đâu. Đoàn mình cũng đang chạy ổn. Jason với Nhã Đan cũng đang ở trong phòng đội diễn xuất tốt. Ảnh chắc chắn sẽ hài lòng thôi. Thôi cậu yên tâm đi. Trời ơi, nếu là cậu Gia Khang đó thì còn nói làm cái gì nữa. Người tới là ông chủ lớn, là ông chủ của Phạm Gia đó. Ông chủ lớn hả? Ý anh là Gia Bách. Phải đó. Có chuyện gì vậy anh? Lát nữa chủ tịch tập đoàn Phạm Gia sẽ đến đây thị sát. Hai người cũng biết tầm quan trọng của cảnh quay này rồi, phải cố gắng làm thật tốt nha. Có sự nhầm lẫn gì không anh? Không sao đâu mà ha. Mà chuẩn bị đi. Mọi người đâu hết rồi? Dọn dẹp chỗ này hết đi. Dọn dẹp mọi người ơi. Khẩn trương mọi người ơi. Cậu hai đến thiệt đó. Dọn dẹp cho sạch nha. Con kìa. Dạ. Yeah.
đón xem Chọc Tức Vợ Yêu lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Tư trên kênh HTV2 V Channel. Đón xem siêu phẩm truyền hình Hàn Quốc Penthouse Cuộc Chiến Thượng Lưu độc quyền trên Vion.